Xin chào mọi người nha, mình là Tùng đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ SP Line là một cái công cụ mà chúng ta sẽ vẽ những cái đường cong ở trong SketchUp. Thì cái này dựng hình ngoại thất cũng ít khi dùng, nhưng mà trong một số trường hợp mà chúng ta muốn vẽ những cái như kiểu là lam gỗ mà uốn cong hay là những cái dây điện này hay là những cái đường ống nước mà nó uốn cong theo nhiều kiểu khác nhau ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái tool này. Đây chính là cái tool đó mình sẽ để cái link tải về ở dưới phần mô tả của video nha. các bạn có thể tải về và cài đặt như bình thường. À, ở đây nó có rất nhiều những cái công cụ khác nhau, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn từng cái một. À, đầu tiên chính là cái uh, uh, classic bezier curve tức là chúng ta vẽ một cái đường cong đơn giản. thì mình sẽ bấm chuột trái vào đây. khi bấm chuột trái thì nó sẽ hiện ra một cái ô vuông đen. bây giờ chúng ta chỉ việc bấm chọn lên cái bề mặt thôi. ví dụ mình bấm chuột trái một lần ở đây sau đó mình bấm một điểm tiếp theo. À, khi bấm xong hai điểm ấy, thì nó sẽ thả tự do để chúng ta có thể ôn cong tùy ý. thì cái tiếp theo ấy mình sẽ bấm vào đây chẳng hạn. rồi mình lại bấm một điểm tiếp theo. thì mỗi lần bấm ấy, thì chúng ta có thể cò kéo cái đường cong này tùy ý và chúng ta bấm điểm đó. ví dụ mình bấm đến đây. bây giờ mình sẽ nhấn chuột phải. nó sẽ có rất nhiều những cái lựa chọn ở đây. ví dụ cái lựa chọn đầu tiên tức là chúng ta hoàn thành cái đường vẽ này rồi và chúng ta chuyển sang cái chế độ chỉnh sửa thì mình bấm vào đây hoặc là trước đó mình nhấn chuột trái hai lần cũng được bây giờ mình chỉnh sửa ấy, thì mình có thể bấm vào bốn những cái góc điểm này khi nó hiện cái con trỏ màu xanh lá cây ấy, thì mình có thể bấm vào những cái điểm đó để mình có kéo lại ví dụ mình bấm vào điểm đầu tiên mình có thể đưa đi đưa lại được chỉnh sửa lại đó và khi mà chúng ta cảm thấy nó ổn rồi, chúng ta nhấn chuột phải và chọn đăng. Cái công cụ này nó chỉ vẽ ở trên những cái mặt phẳng thôi. Chúng ta hoàn toàn không lo nó bị chéo đi những cái mặt phẳng khác. Bây giờ mình sẽ xóa đi. Vẽ lại. Mình sẽ bấm chuột phải. Cái thứ hai là chúng ta sẽ hoàn thành cái này và chúng ta vẽ một cái mới đó mình tiếp theo vẽ một cái mới mình sẽ nhấn chuột phải à, cái thứ ba chính là chúng ta xong và thoát luôn cái thứ tư chính là cái mà lùi lại cái bước trước đó như kiểu là chúng ta nhấn cầu chỗ cũng rét để lùi lại thì mình bấm vào đó lập tức nó lùi lại cái bước mà trước đó chúng ta chưa vẽ ví dụ mình bấm tiếp vào đây mình lại nhấn chuột phải cái thứ năm chính là cái restart chúng ta bấm vào thì nó sẽ trở lại ban đầu cái lúc mà chúng ta chưa vẽ mình sẽ vẽ lại tiếp cái lựa chọn mà có phím tắt là F5 thì chúng ta sẽ bấm vào à, nó sẽ hiện những cái đỉnh cái đỉnh của những cái đoạn ở trong đây à, màu xanh ấy chuột phải còn cái F9 ấy À, chúng ta sẽ nối cái điểm này nhỉ? hai điểm đầu và điểm cuối vào nhau đó như các bạn thấy nối hai điểm đầu và điểm cuối vào nhau nó sẽ tạo một cái vòng tròn còn cái F8 thì nó cũng nối đầu và cuối nhưng mà nó sẽ nối thành một đường thẳng và chọn cái F7 thì nó sẽ không nối chúng ta có thể bấm vào đây hoặc là chúng ta bấm phím tắt ở bên ngoài cũng được đó bấm F7 thì nó sẽ không nối nữa Đấy là một số cái tùy chọn đối với chuột phải. Khi chúng ta bấm chuột phải thì nó sẽ hiện lên như vậy. Tiếp theo công cụ số 2 đó chính là công cụ polyline. Nó nó sẽ vẽ những cái đường rích rắc kiểu này, mình sẽ bấm vào đây. Để đảm bảo cái đỉnh mà chúng ta bấm nó luôn ở trên cái mặt phẳng này thì các bạn sẽ bấm phím control một lần thì nó sẽ đổi cái ô vuông đen này thành cái không màu, mình sẽ bấm vào đây, một điểm này. Bấm điểm thứ hai, bấm điểm thứ ba, à, bao nhiêu điểm cũng được tùy ý và chúng ta hoàn toàn có thể chuột phải và chọn ban. Tiếp theo là cái công cụ số 3 thì công cụ này nó giúp chúng ta vẽ cái đường polyline nhưng mà nó sẽ bo cái góc lại. Còn cái công cụ trước này nó không hiệu quả nên là chúng ta không dùng nha. Mình sẽ bấm vào đây. Cái đoạn nó offset tức là cái đoạn mà nó bo góc ấy thì mình có thể để là 100 chẳng hạn. Ok. Ở đây mình sẽ bấm control nha. Để nó bấm vào cái mặt. Ví dụ mình vẽ ở đây. Mình có thể vẽ bất kỳ cũng được. Chuột phải và đăng lên Tool Thì cái đoạn bo góc này nó chính là 100 ấy. Chúng ta nhập cái số đo bo góc càng lớn thì nó sẽ bo càng nhiều, giống như là cái lệnh fillet ở trong AutoCAD ấy. Tiếp tục là một cái công cụ vẽ đường cong mà chúng ta bấm trên những cái điểm có sẵn ấy thì khi chúng ta bấm vào đây à, nó sẽ cho phép chúng ta nhập từ 0 đến 100 thì mình thấy rằng là nhập những cái số 0 đến 100 này nó cũng không khác biệt nhau lắm ví dụ mình bấm 70 đi nhấn OK và mình hoàn toàn có thể bấm vẽ theo những cái đường dích dắt hoặc những cái đường mà chúng ta vẽ cho trước ấy thì nó sẽ uốn cong ở à đây mình không bấm cồn trô thì nó bắt đầu nhảy vào bên trong mình sẽ bấm vẽ lại à, dụ 10 đi. Ok. bấm cụ Có thể là khi mà thông số này thay đổi thì cái đường cong này nó sẽ thay đổi. Mình cũng ít khi dùng nên là mình không nhận thấy sự khác biệt nhiều lắm. Đó. Tiếp theo là cái công cụ Castmoon SP line. Cái này nó sẽ cho phép chúng ta vẽ được theo trục nha. Ví dụ mình bấm vào đây À, bây giờ mình sẽ bấm cuồng uh, trô này Ví dụ mình vẽ một đường cong ở đây Đó, thì khi chúng ta Dóng gần tới trục xanh lá cây Thì nó sẽ hiện xanh lá cây, mình bấm vào đây đó, Bây giờ mình có thể dóng lên trục xanh dương Đó, nó sẽ hiện cái màu uh, xanh dương Chúng ta sẽ dóng thẳng lên trên Và hoàn toàn cũng có thể uh, Sang bên này để vào cái trục màu đỏ đó à, Bây giờ mình sẽ vẽ lại nha Mình sẽ bấm vào đây Bấm vẽ một cái đường bất kỳ mình sẽ bấm giữ con trâu để nó luôn ở trên mặt. Bây giờ mình sẽ bấm chuột phải. Các bạn có thể chọn cái đầu tiên hoặc là chúng ta nhấn chuột trái hai lần cũng được. Nó sẽ chuyển sang cái chế độ chỉnh sửa. Ở đây cái mũi tên màu xanh, ý, các bạn thấy là ở cái góc nó hiện chữ 7s resolution này. Thì chúng ta có thể nhập là 20s tối đa là 20s nha. Thì khi nhập tới 20s ý, thì cái đường segment nó sẽ dày hơn tức là những cái đoạn thẳng ở trong đây nó sẽ dày hơn và cái đường cong của chúng ta nó sẽ mềm mại hơn chuột phải đăng nó sẽ mềm hơn những cái đường ban đầu à. nối tiếp chính là cái công cụ polyline chamfer mình sẽ bấm vào đây nó sẽ giúp chúng ta vừa vẽ cái đường rích rắc và nó vừa phát góc cho chúng ta mình sẽ nhập vào đây khoảng 400 đi nó sẽ offset vào một đoạn là 400 à, control xuất phải và đăng nó sẽ tính offset từ góc vào là 400 nhưng mà mình thấy thì nó không hoàn toàn chính xác đâu lúc nó ở 400 lúc nó khoảng nhỏ hơn một tí nên là chúng ta tùy lúc chúng ta sử dụng thôi chứ cái công cụ này mình thấy nó cũng không hoàn toàn chính xác tiếp tục chính là cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta vẽ những cái đường xoắn và cái hình nửa nửa cái hình tròn ấy mình sẽ bấm vào đây, Đấy, bấm một số, mình vẽ bấm một điểm đầu tiên, bấm điểm tiếp theo, thì khi mà chúng ta à, thả tay ra thì nó sẽ hiện một cái hình như kiểu là một cái vòng tròn. Ví dụ mình bấm vào đây, bấm vào đây, thì nó sẽ vẽ tiếp theo như này. thì chúng ta hoàn toàn có thể bấm ở đâu cũng được tùy ý. đó, Chút phải đăng đây cũng là một cách vẽ thì cái này nó cũng chỉ vẽ ở trên cái mặt phẳng thôi tiếp theo là cái cubic bezier curve này nó sẽ vẽ một cái đường cong tự do mình sẽ bấm vào đây bấm control này ở đây thì các bạn có thể vẽ bất kỳ Đấy, mình có thể vẽ một cái đường cong tự do kiểu gì cũng được Chút phải đăng Bên cạnh là cái công cụ polyline divide, tức là nó vừa vẽ cái đường poly và nó chia luôn cái đoạn thẳng. Mình bấm vào đó. Ở à đây cái đoạn chia đấy mình có thể nhập là ví dụ 300 đi. À 200 đi, ok. Bây giờ mình sẽ vẽ thử. L. Đấy, cái đoạn nó chia sẵn ở trong đây là từng đoạn này là 200. Từ đấy lên đây là 200 này. Tiếp theo là cái công cụ polyline bone corner, tức là nó vẽ cái đường polyline theo kiểu mà những cái đoạn góc nó nối với nhau ấy, nó sẽ có cái hình tròn tròn như kiểu là cái khúc xương chó đấy. Ở đây ví dụ mình nhập đoạn đấy là 300. Ok. Đó, cái đoạn nối corner ấy nó sẽ bo một cái đoạn tròn như kiểu là cái đầu của cái khúc xương chó ấy như vậy mình xem nó bán kính của nó hay là đường kính nhỉ 598 vậy thì bán kính của nó là 300 cuối cùng là hai cái công cụ này thì các bạn cũng sẽ vẽ tương tự thôi bởi vì mình thấy là mấy cái này nó cũng la lá như nhau mình cũng gần như là không dùng hết những cái công cụ này mình chỉ dùng một số cái như kiểu hai cái này hai cái này là dùng nhiều nhất này để mình vẽ một số cái như kiểu là dây điện này hoặc là những cái đường ống nước mà nó uốn xoắn này rồi là nhiều thứ mà nó kiểu được dây và nó uốn cong ấy thì mình hay dùng những cái này thôi còn những cái này nó cứ la lá, lá như nhau ấy gần như chúng ta không sử dụng hết đâu cái phần tiếp theo bên cạnh ấy chính là cái mục mà chỉnh sửa cái này nó cũng giống như kiểu mà chúng ta nhấn chuột phải sau đó là nhấn F9 đấy và cái bên này là nhấn F8 này đó cái này là F5 này cái này là Edit này ví dụ mình thay vì mình bấm chuột phải chọn cái đó thì mình có thể bấm vào đây luôn cũng được một cái phần nữa đó chính là chúng ta có thể chuyển qua lại giữa những cái đường line này ví dụ như mình vẽ một cái đường polyline à mình vẽ một cái đường đây uniform spline đi ok ở đây mình có thể bấm vào cái đường đó mình bấm chuột phải và nó cái có cái phần là edit này tức là chúng ta bấm vào đây và chúng ta chỉnh sửa đăng thứ hai là nó sẽ có cái phần là Bz transform to gì đó Tức là chúng ta muốn chuyển cái này sang dạng gì thì mình có thể chuyển sang những cái dạng được khác mà nó có sẵn ở trong đó ví dụ mình có thể chuyển về cái đầu tiên cái classic này cũng được mình chuột phải này đăng mình bấm chuột phải mình có thể chuyển nó về À, cái ví dụ như là cái uh, polyline đi. Khi nó chuyển về cái polyline thì lập tức nó sẽ tạo thành những cái đường dích dắt Mình chuột phải này. Đan. Bây giờ nó đang ở cái polyline thì mình sẽ chuột phải. Đây. Chuyển nó về cái casmuni. Lập tức nó sẽ biến thành cái đường này. Và ở đây mình có thể nhập là ví dụ 20 S Enter Thì lập tức là cái đường segment nó dày hơn Nó sẽ cong hơn Đó là cái cách mà chúng ta có thể chuyển qua lại Giữa những cái đường line này với nhau Nếu mà chúng ta ngại vẽ cái đường cong Hoặc là chúng ta cần vẽ theo một cái đường cong Theo một cái đoạn thẳng cho trước ấy, Hoặc là một cái đường dích cho trước Thì mình có thể dùng cái polyline Ví dụ bé vào đây Mình sẽ vẽ dích dắt như này chẳng hạn. Sau đó mình chuột phải này. Đăng. Cái này xóa đi. Thì cái đường polyline mình sẽ bấm chuột quét chọn và bấm chuột phải. Sau đó mình chọn cái chain form tức là chuyển sang cast moon. Thì lập tức nó sẽ uốn cong thôi. Và cái chỗ precision thì mình sẽ nhập là 20 S. Thì lập tức nó sẽ uốn cong và nó tạo thành nhiều cái đường segment nó dày, nó sẽ mềm mại hơn. Thì đấy là cái cách mà các bạn có thể chuyển qua lại giữa những cái đường SP line này với nhau Nó rất đơn giản thôi Thì sau khi các bạn làm xong những cái đường cong như này rồi Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái công cụ GHS Ở đây nó có một cái mà tạo cái đường line hoặc là đường ống này đấy, Ví dụ mình tạo luôn một cái đường ống đấy, Outside này mình có thể để là 40 này. Inside là 36 đi xác mình là 12 thôi ok yes lập tức nó tạo cho chúng ta một cái đường ống chạy theo cái đường line ban đầu đó đấy thì đây mình có thể làm những cái ống nước này hoặc những cái dây điện à, tùy ý nha hay là những cái thanh thép uốn cong hoặc là gì đó cũng được những cái thép mỹ thuật hoặc là sắt mỹ thuật ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái polyline này chúng ta vẽ và chúng ta chạy theo đây là nó chạy theo cái đường ống này mình có thể À, sử dụng cái này mình bấm vào đây à, nó sẽ chạy theo cái đường tròn mà có độ dày hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái profile builder chúng ta vẽ những cái hình vuông và nó sẽ chạy theo cái hình vuông thôi à, hoàn toàn có thể biến đổi được rất nhiều cách để chúng ta vẽ những cái nào mà chúng ta cảm thấy rằng là nó phù hợp với cái công cụ này thì chúng ta sẽ áp dụng nó đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký nhé.